tiệm rửa xe tưởng chừng như miếng mồi béo bở mà ai cũng có thể vào làm và sẽ thành công. Nhưng sự thật, để mở được một tiệm rửa xe và duy trì kiếm lời là điều không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi nhà đầu tư cần phải có đầu óc phân tích, có kế hoạch, có lộ trình phát triển và cập nhật cái mới, tạo ra sự khác biệt. Nếu không làm được những điều đó, việc dẹp tiệm là điều sớm hay muộn. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ những rủi ro khi kinh doanh mở tiệm rửa xe. Để giúp cho các nhà đầu tư có cái nhìn đa chiều về việc rửa xe và sớm nhận ra những khó khăn trong ngành, từ đó có những hướng giải quyết khách quan nhất, Tahiko xin phân tích tại sao 3 tiệm rửa xe mở ra chỉ có 1/3 trong số đó được thành công. Đầu tiên, việc lựa chọn mặt bằng và diện tích mặt bằng để mở tiệm rửa xe ô tô không phù hợp. Trường hợp có rất nhiều chủ tiệm đầu tư không dự tính được những yếu tố về nhu cầu và khả năng đáp ứng thực tế. Thế mà nhiều người mở tiệm rửa xe quá nhỏ và sâu vào bên trong, làm lượng khách biết đến khá ít. Cũng có nhiều người thì đầu tư không gian quá lớn và không tính đến thiết kế diện tích làm sao cho phù hợp và tiết kiệm nhất, dẫn đến chi phí tiền thuê lớn. Đến không thể trụ được thì họ phải dừng lại. Thứ hai, tiền luôn là vấn đề khiến mọi người đau đầu. Đối với các chủ đầu tư mở tiệm rửa xe cũng vậy, cần phải dự trù và có kế hoạch cho từng khoản chi tiêu. Nếu các nhà đầu tư không có tiềm lực và sự chuẩn bị kỹ càng, sẽ bị thiếu hụt lớn và đang làm dở dang lại phải đi vay mượn, rơi vào tình trạng đó giống như kiểu lấy vốn nguồn ngắn nuôi nguồn dài. Tiệm mở ra mà không có khách, không kiếm lời nhanh, rất dễ dàng rơi vào tình trạng nợ nần và khó chi trả. Thứ ba, tiệm rửa xe không có một sự khác biệt nào cả. Mở tiệm rửa xe một cách ồ ạt, thấy người ta mở thì cứ mở mà không tính toán. Tiệm hoạt động thiếu chuyên nghiệp, thiết bị thô sơ, hiệu suất lao động không cao. Nhiều đơn vị đầu tư trang thiết bị nhưng lựa chọn nhà cung cấp không chính xác. Do tập tành kinh doanh không phải là người trong nghề nên nhiều cơ sở mua phải hàng đẻo, nên khả năng sử dụng cũng như hiệu quả trong quá trình làm việc không giống như cam kết. Trong quá trình vận hành, chúng sẽ xảy ra hỏng hóc, làm gián đoạn công việc, kéo theo năng suất làm việc cửa hàng bị giảm sút. Cùng, tiệm rửa xe không có sự khác biệt để quản lý chưa tốt. Bên cạnh việc quản lý tiệm cũng là một trong vấn đề khiến cho nhiều tiệm phải đóng cửa. Nhiều đơn vị, việc quản lý nhân viên, kinh doanh chưa tốt dẫn đến chất lượng phục vụ khách hàng không cao, cửa hàng sẽ bị đánh giá không tốt, khách hàng thưa dần, thậm chí không có khách, khách ít không xoay hồi vốn dẫn đến thua lỗ. Một số lưu ý dành cho các bạn như sau. Lượng xe cổ ngày càng nhiều, nhu cầu vệ sinh, làm sạch, chăm sóc xe tăng lên. Thực tế có rất nhiều nhà đầu tư thành công trong lĩnh vực này. Vì thế, khi bắt đầu khởi nghiệp, mở tiệm rửa xe để kinh doanh, mọi người cần có kế hoạch cụ thể, dự trù kinh phí, xác định được những rủi ro để tránh gặp phải. Đặc biệt là khi mới bắt đầu nên lựa chọn những đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để được hỗ trợ. Một vài thông tin chia sẻ về những rủi ro đáng tiếc khi kinh doanh mở tiệm rửa xe. Hy vọng những thông tin trên hữu ích cho bạn. Nếu cần được hỗ trợ, liên hệ công ty Tahiko ngay nhé.